Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trả lời với tên của em. Thì một cái status của anh Linh Tý cũng đã tán thẳng mặt mẹ con ve trong thời điểm mà kêu bằng ở nhờ mà đòi tranh chấp tài sản đó. Thì một cái thông điệp là như vậy đó, thì anh Linh Tý cũng chia sẻ một cái comment là chia sẻ nói là ở trong căn nhà ông Tý ở trong căn nhà 12 năm mà cứ tưởng giống như là ở trong nhà 2 năm gì đó. Mà đòi dành ở nhà của người ta mà đòi vô đòi tranh chấp tài sản của người ta đó. Thì từ ngày xưa tới giờ thì cô chính chị cũng đã biết gì đó, biết về anh Linh Tý ít nói nhưng mà làm chất lượng, người thật việc thật. Từ cái lúc mà đi vào trong câu chuyện mà cùng với Hồng Loan đó, thì anh Linh Tý, vợ chồng anh Linh Tý và Bích Trâm cũng đã khi bằng cũng đã giúp đỡ cho Hồng Loan rất là nhiều, cũng đã ủng hộ và chia sẻ những cái câu chuyện buôn bán của Hồng Loan và cũng giúp cho Hồng Loan quay được những cái MV đó. Thì ngày nay thì anh Linh Tý cùng với Hồng Loan cũng đi quay những cái MV ngắn về cái câu chuyện mà những cái bài hát của Hồng Loan và anh Linh Tý đã được khi bằng đã được sắp xếp trong hồi năm rồi nhưng mà không có thời gian quay. Thì đợt này thì anh Linh Tý cùng với Hồng Loan cũng đã quay được những cái MV ngắn chia sẻ những cái câu chuyện thực tế bên ngoài cho tất cả mọi người được biết, không giống như ai kia, không giống như người anh nào đó mà có những phim trường, có những cái mà kêu bằng là giống như là có những cái có những phim trường mà lớn mà không giúp đỡ cho em của mình mà để cho em của mình là phải kêu bằng là phải kêu bằng là tự xử đó, phải kêu bằng là phải nhờ người dương nước lã mà người ta phải giúp đỡ. Thì từ những cái đó thì cô chú chị cũng đã biết về những anh Linh Tý và Bích Trâm là như thế nào rồi, và anh Quy Sa cũng vậy. Từ đi vào trong câu chuyện này thì những người này cũng đã lúc nào cũng đã đi theo và cũng bảo vệ và cũng chia sẻ những cái ngọt khi bằng là những cái ngọt bùi cay đắng cùng với Hồng Loan và giúp cho đỡ cho Hồng Loan trên con đường phát triển là bán những đồ ăn vặt và bán những cái đồ mỹ phẩm đó cũng vậy đó. Thì vợ chồng anh Linh Tý cũng đã chia sẻ và tát thẳng mặt mẹ con bún bò trong cái thời điểm là khịa anh Linh Tý thì chuyên lên khịa khịa mẹ con bún bò và thiệt thắng luôn. Ông Tý ở trong nhà 12 năm làm sao mà ra đường được, không giống như ai kia là ở trong nhà 2 năm mà đòi tranh giành tài sản với người ta, thật là quá quê, quá ghê tởm với những người mà cứ bằng là lúc nào cũng tự cho là con là cháu là em là dòng họ người thân trong gia đình của Hồng Loan, nhưng mà tại sao mà đi tranh chấp tài sản với một người cháu. Nhưng mà trong khi đó nói chung á có ít nhưng mà không chịu mà muốn kêu bằng là muốn hòa giải. Tại vì lúc đầu Hồng Loan cũng muốn chia sẻ rằng sẽ bán những cái mảnh đất ở trên Thủ Đức cũng về để kêu bằng là cũng mua nhà rồi cho phía bên người thân của Hồng Loan giống như Bảy Cột Xèo rồi với bà Sáu đó một số vốn để làm ăn. Nhưng mà phía bên kia đâu có chịu như vậy đâu. Nó muốn là trọn gói, nó muốn là từ lúc đầu đi qua trong câu chuyện này là nó muốn là thẳng tay với Hồng Loan, nó muốn là tống đầu Hồng Loan và bùm bùm thành Mỹ đi ra ngoài đường ở, nghĩ sao mà tài sản của cha để lại cho con mà tới bây giờ phía bên kia vẫn là tranh chấp, lại hù ở với dầu, lại quỷ với cây xanh rồi những cái giấy tờ phía bên Hồng Loan, làm vậy sao được không chị. Từ những cái đó mà phía bên cộng đồng mạng người ta đã khi bằng là người ta đã đứng lên, người ta rất là phẫn nộ về trong câu chuyện này. Thì cô chú chị cũng đã biết từ những cái đó thì vợ chồng anh Linh Tý và Bích Trâm lúc nào cũng chia sẻ cận kề với Hồng Loan và bảo vệ cho Hồng Loan trong những cái khó khăn, trong những cái thời điểm cái bằng phía bên kia tấn công rất nhiều đó, thì cũng chia sẻ với Hồng Loan rất nhiều đó. Thì cộng đồng mạng người ta cũng rất là quý mến vợ chồng anh Linh Tý Bích Trâm đó. Thì một cái mà anh Linh Tý cũng đã chia sẻ và lên kìa phía bên kia thì phía bên kia nó cũng rất là tức giận và nó cũng rất là cay cú với anh Linh Tý là rất là nhiều. Nhưng mà làm gì được người ta. Trong khi đó thì bây giờ cái thân mình lo còn chưa xong còn ra ngoài mà chia sẻ là ra ngoài tòa án mà không có chịu hòa giải, nó không chịu hòa giải, làm sao mà nó chịu hòa giải với Hồng Loan được không chị. Nó nói là nó không chịu, suốt cuộc lợn nó không thể nào mà nó ngồi chung với Hồng Loan, nó phải bà hạ bệ Hồng Loan, nó phải kêu bằng là phải cho Hồng Loan đi ra ngoài đường ở, ra ngoài gầm cầu ở. Cái người ra ngoài đường, ra gầm cầu thì không là phía bên mẹ con bún bò đó, mẹ con que với cọt xèo với Phi đó, không biết tới khi nào mà ra gầm cầu ở,
không biết tới khi nào mà ra ngoài đường ở. Thì cô chú anh chị cũng đã biết cọt xe với Phi thì lúc nào cũng tự cho Hồng Loan là con nuôi, Hồng Loan là con kêu bằng là con thợ lời, con nuôi, con không hợp pháp, một người con không chính chủ của ông Năm. Nhưng mà thật sự ông ta không hiểu những gì mà ông ta chia sẻ như vậy, thì ông ta tự tự lấy bàn tay và tát thẳng mặt vào của ông ta, cái mặt của ông ta, và ông ta tự là lấy cái ca nước là ông ta tát thẳng mặt của ta. Tại vì hiện tại bây giờ thì ông ta cũng là nuôi ai, cũng là kêu bằng là ruột bỏ ra mà da bỏ vào, thì ông ta cũng đã nuôi những cái người mà kêu bằng là những thằng mà kêu bằng là hàng xẻng, những thằng mà kêu bằng bây giờ đâu có ruột ra đâu. Người ta nói là ruột bỏ ra mà da bỏ vào là bùm bùm á, thì ruột ông ta bỏ ra, da thì ông ta bỏ vào, bùm bùm thì ông ta cũng đã kêu bằng là từ mặt bùm bùm và không có nhận bùm bùm làm con đó. Thì một cái đường live stream của bùm bùm cũng chia sẻ bà con với Phi kêu bằng là dẫn dắt ông ta để kêu bằng là từ con, từ mặt, từ cháu, để không có nhìn nhận cái một cái người con giống như bùm bùm và người cháu giống như Hồng Loan. Thì bây giờ ông ta tự nuôi được, kêu bằng là nuôi những cái da, những người mà kêu bằng là ông ta không có tự tạo ra đó, ông ta không tạo ra mà ông ta tự nuôi đó. Sau này thì kết quả của ông ta thì nó cũng sẽ rất là cay đắng, rất là đắng nha quý vị. Đó thì từ những cái đó mà sọt phọt với Phi, sọt phọt với Phi thì lên tòa thì cũng chẳng nói được cái gì, trong cái mà không nói được cái gì. Nhưng mà về thì trên những đường live stream thì bà ta kêu bằng là kho môi mối mỏ, nói những cái điều mà cái bằng là không đúng sự thật, giống như cái lúc mà lên tòa đó, với mà tòa án mà ta người ta hỏi những câu thì bà ta không có nói được. Đó thì những cái đó mà bà ta rất là quê và bà ta rất là nhục nhã. Một người mà nhục nhã, chưa có cái nhục nào bằng cái nhục mà cái bằng là tự bà ta tát thẳng mặt vào phía bên ông Bảy đó, cái bằng là ruột bỏ ra mà da bỏ vào đó. Thì vợ chồng anh Tý và Bích Trâm cũng đã tán thẳng mặt phía bên mẹ con bóng bò rất là nhiều lần. Thì phía bên kia cũng nói chung là cũng rất là cay cú về vợ chồng anh Tý và Bích Trâm và Hồng Loan và chị Ni đó. Thì trong thời điểm đó, ủa tại sao mình đi ra tòa mình đối mặt đó, mình không dám đó. Thì sắp tới đây nè, sắp tới đây là 15 ngày đó để tìm chữ ký ha, rất để tìm chữ ký đó. Thì chị Ni cũng đang chờ những cái chữ ký, những cái bằng chứng mà phía bên kia đang kêu bằng là đem ra để đối mặt và đấu chất với Hồng Loan và đấu chất tại tòa để cho mọi người đều biết đó. Thì không biết là chữ ký gì, và không biết là những cái mà kêu bằng là những cái bằng chứng gì để tố Hồng Loan đây nữa. Từ ngày xưa tới giờ thì Hồng Loan thì bị tố rất là nhiều lần rồi, rất là nhiều lần, ngay cả mà quỷ giấy cây xanh mà quỷ kêu bằng là quỷ cái quyền làm con của Hồng Loan với ông Năm là nghệ sĩ Tú Linh mà phía bên kia còn làm được, mà thì có cái gì mà chẳng làm được không chị? Không có cái gì mà phía bên kia không làm được, cái gì mà phía bên kia làm được. Thì từ những cái đó thì cô vốn chị cũng đã hiểu một điều là Hồng Loan đó hiện tại bây giờ thì cũng được ba bên bốn bề cũng đang công kích và cũng đang kêu bằng là công kích với Hồng Loan rất là nhiều đó. Thì những cái đó thì nói chung là cũng đang chờ, khán giả cũng đang chờ cái ngày cuối cùng mà phía bên mẹ con bốn bò sẽ kêu bằng là sẽ được tòa án người ta sẽ xử cho Hồng Loan chiến thắng đó. Thì phía bên kia không biết là đội quần hay là đội bô hay đội cái gì đi ra ngoài đường không chị, và những người mà đang quay xe và những người mà đang bảo vệ phía bên mẹ con bốn bò đó cũng sẽ đội quần đi ra ngoài thôi, chứ ngoài ra thì nói chung là phía bên kia bây giờ không còn gì nữa đâu, nó không còn gì nữa cũng chỉ có đi ra ngoài đường ở gầm cầu ở bên chị. Thì giờ một lần nữa thì em cũng cảm ơn tất cả cô chú chị rất nhiều đã vào cho em một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt ký. Thì em hẹn gặp cô chú chị ở cái video tiếp theo nha. Chào các bạn cô chú chị.